Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi review con hàng Sky Sushi. Thì con hàng này là một con hàng rocket đấy, đúng hơn là dòng họ rocket tức chứ không phải rocket đâu, dòng họ thôi, chỉ là anh em cùng như khác mẹ thôi, chứ em phải giống nhau đâu đấy. Thì con hàng này nói sơ qua thì là một hàng advip này đấy, là một hàng advip và nó được xu hướng là cho dành cho thi đấu đấy, có nghĩa là dành cho chơi tự do anh em, cho là phần GBG thì các bạn cũng có thể xài được, nhưng mà mình nghĩ là nó không được hữu dụng mấy đâu đấy, nó không được hữu dụng mấy, nhưng mà được về cái phần độc lạ thì cũng khá đáng để sắm về đấy, tại vì là cách chơi cũng khá là nó khác khác với súng bắn bình thường mà đấy. Rồi thì con hàng này về thông số GBG ấy thì năng lượng cộng 560 điểm, năng lượng cộng 560 điểm thì so với con rocket GBG 7 ấy thì nó nhỉnh hơn 38 ở nhầm 32 điểm thôi, 32 điểm thì 32 điểm thì không phải vấn đề nhiều đấy. Còn về hỏa bơi cũng như là hồi lá trắng thì nó hơn con này, nó hơn con G17. Rồi điểm thép cộng 3, nói chung mấy thì mình chỉ so sánh cho em xem sơ sơ nhá. Đấy, chúng ta không lôi con súng rocket kim cương vào với cái gòn đấy đấy, chúng ta không có lôi súng nó vào, tại vì là súng nó đồ đồ gòn nó khác đấy. Thì con hàng này là hiện tại thì các bạn có thể sở hữu trong cái sự kiện hot, cái giá cũng khá cắt cổ ấy, anh em gọi là nghiến răng để anh em phải mua mua về để xài đấy, để nhìn nó thích thôi đấy. Thì nói chung là cũng cũng gọi là khá là chua đấy, khá là chua về cái phần giá tiền bỏ ra để mua về, nhưng mà cái phần chơi thì mình thấy cũng được, nói chung là mình test test và gọi, nói chung là cũng gọi là có cái gì đó nó khác khác cách chơi bình thường chúng ta đấy, bình thường thì chúng ta bắn bắn thôi, nhưng mà này có thêm này nó gọi nó định 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 vị thêm cách chơi thêm đấy. Rồi chúng ta sẽ test này, đây mình sẽ test ở một cái map đông quái nha, một cái map đông quái em xem nó dễ hơn. Chúng ta test cái map truyền thống là map cấm một đi đấy. Rồi thì con hàng này các bạn nào muốn chơi thì cũng dễ dàng sử dụng thôi, không có gì khó khăn cả. Hồi nãy là mình bị lỗi cái video ấy, là lúc mà mình quay video ấy là mình quên chỉnh cái trạng thái màn hình về cái cửa sổ, có nghĩa là các bạn lúc mà bạn cài đặt cái các bạn sẽ có hai cái, một cái là toàn màn hình vô cái cửa sổ, và thông số đó cái thông số đó nó sẽ lưu luôn, có nghĩa là ad của các bạn ấy nó giống như là một cái tài khoản các bạn lưu ở trên lên lưu ở trên cái phần đám mây ấy, có nghĩa là khi bạn cài đặt cái phần thế nào vậy ấy, thì khi mà người khác họ dạy các bạn ấy thì nó sẽ như vậy đấy. Chỉ có một số thông số cài đặt ở đây này thì nó khác thôi, còn cái thông số cài đặt ở bên cái phần sảnh ấy thì nó sẽ lưu lại luôn đấy. Nói chung là nó sẽ lưu lại, nên là anh em cũng phải cân nhắc kỹ khi mà anh em vào người ta chơi, mà em phải xem trước các cái điều chỉnh này nọ của họ đó. Rồi để các bạn xài ấy, các bạn sáng chụp phải này, đấy, anh chụp phải đấy không đó, thì các bạn sẽ có một cái đây đấy, thì khi 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 mà các bạn ấn chụp trái thì nó sẽ đẩy đẩy cái thanh này, nó đẩy cái thanh dưới đó, các bạn sẽ phải buông ra, là các bạn phải nhắm, làm sao nhắm, nhưng mà các bạn để lâu quá thì nó sẽ định vị luôn, nó bắn luôn đấy. Ấn chụp trái, tay chụp phải một lần này, chụp phải này, chụp phải này đấy, thấy không, sát thương cũng là to anh em, sát thương cũng gọi là to to đấy, thấy không, chụp phải này đó, chụp trái để các bạn đẹp, để các bạn tăng cái scan, tăng cái tốc độ, tăng cái speed xuống ấy, nghĩa là cái thời gian các bạn bắn ấy đó, thì cũng ngon. Từ đây một phút lần lướt qua phát rồi xẹt ba đứa. Skill bự bấy nồi, người ta skill gì, cái skill đéo gì vậy. Nhưng là bây giờ chúng ta phải nói là phải thật anh em, mới là mình chơi trên nền tảng Flash tí nữa thì nó đẹp nhất có thể. Nhưng là bạn nào mà máy khỏe, máy mà RAM từ 16 32 nọ thì cũng như là cái phần cài đồ họa màn hình tốt hết trơn, thì các bạn cứ quất mẹ trên Flash đi thật sự. Tại vì là cho anh chơi Flash tí nó tất cả âm thanh súng nhá anh em, âm thanh súng súng mới nhá, súng 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 đời mới ấy, cũng như là âm thanh vũ khí nọ ấy, là nó phát ra cực kỳ chi tiết luôn, các bạn nghe nó mới, các bạn chơi mà thấy cảm giác nó rất là
Đúng đúng từng game bắn súng luôn đấy. Còn Flash thì ở nhầm trên cái nền tảng UTBD nó còn hơi phớt phớt xíu này, chụp phải không phải không chụp phải nha, đấy chụp phải này đó đấy. Thì khi bạn chụp phải rồi nó sẽ định vị, xong đó các bạn nhấn trái, ăn chụp trái thì nó sẽ dùng đó. Rồi chúng ta sẽ test ở một ở trên một cái map cũng khá là truyền thống luôn, đó là cấp 1. Thì lý do chúng ta test 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 cái cấp 1 với là tại vì là cấp 1 nó sẽ có một cái màn còn bó tí là nó sẽ đứng trụ set lại, thì mình sẽ test cho anh em xem cái màn ngọn lửa của con này. Thấy cũng gọi là khá là đau đấy, khá là đau, nhưng mà để cho mình test cho anh em xem cách trực quan hơn đấy. Rồi cái gì nói chứ con hàng này giá cũng 10k vàng, gần 10k vàng nếu các bạn mua trực tiếp. Còn bạn nào mà chịu chịu chơi thì nạp vô hình như là nạp vô 60k vàng, cứ khoảng chừng 6 triệu các bạn sẽ rút được 40% thì phải, là còn khoảng chừng 6 ngàn mấy vàng ấy đấy. Chung là cũng đéo rẻ đâu, nói chung là cũng gọi là tầm tạm thôi. Nhưng mà được cái là sẽ nghịch được, chơi được. Cái con hàng này là mình nghe nói là các bạn đi AI ấy, các bạn đi AI ấy, các bạn tuyệt vời lắm. Nói chung là có thể là mình sẽ ra một clip test riêng con bên AI đấy. Xong lệnh thôi. Rồi thì mình sẽ đợi con, mình sẽ bắn con boss này khoảng chừng 70% máu đi, mình sẽ đợi xem là lúc mà để nó chủ set lại thì mình sẽ sát thương nó sẽ ra sao. Rồi, chuyển sang hồi máu cái đó, hồi giáp luôn ấy. Rồi xuống đi quá ơi. Rồi ông này xả gì vậy ta, khiên nổi à. Hậu thể cái đó đây. Đấy, thấy không? Sát thương cũng gọi là to to đấy. Đó. Thì sát thương cái này cũng gọi là ok đấy. Nói chung là sát thương mà gọi là nó gọi là khá là lâu đấy, khá là lâu, cũng như là xét về cái mặt mà gọi là ổn định thì cũng là ok. Thì hiện tại là 6 phút 25 giây, rồi mình phải đợi đến khoảng chừng 5 phút mới được xài sử dụng tiếp. Chung thì cũng cũng khá là tuyệt vời, xét về con súng này thì khá là ok, mà xét về cái độ ổn định thì xét về cái gọi là cái mặt mà gọi là lâu dài thì mình thấy nó không bằng có cái kia. Lúc cái kia các bạn có thể xài gọi là 6 viên thì bạn bắn nó sẽ tuyệt để hơn đấy. Còn cái con hàng này thì nó hơi tù tù, được cái là nó mặc rồi 5 phút 40 các bạn gắng chờ xíu nha. Thì nghĩ là qua cái video này các bạn có thể tự biết là các bạn nên sắm hay không rồi đấy. Thì đó như con boss mà boss đi chậm hay không, đi chậm như này, đi chậm như vậy là một, thứ hai là xét, thứ hai là nó không đánh đồng quá đau, các bạn mới gọi là dẫn dẫn boss qua ngọn lửa được đấy, thì các bạn mới chơi mới gọi là chơi tốt được. Thì mình nghĩ là nếu như một team mà 10 ông mà xài rocket này thì có thể chắc là nếu như mà chủ set thì chắc là ly máu nhanh lắm đấy. Thì nếu như mà gì khá là ngon, nếu như mà 10 ông ấy nha, nếu như mà nếu như là nói chung là đi đi cho nó đi cho boss đi, nghĩa là chơi lại xíu rồi xong rồi. Rồi chủ xét đi boss đây.
Đấy. Rồi.